quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được quay trở lại chương trình cùng với quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về một cái sản phẩm có cái giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe của con người. Ở đây thì mình muốn giới thiệu tới quý vị khán giả và các bạn về cái sản phẩm, đó chính là hạt chia. Hạt chia thì ngày xưa tương đối hiếm, nhưng mà ngày nay thì không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta nữa. Hạt chia thì nó là hạt của cây chia. Nó là một cái loại hạt ngũ cốc được thu hoạch từ cây chia. Và cây chia thì nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ, Australia. Hạt chia có tên khoa học là Salvia hispaniola, họ Lamia acce, họ của những cây húng quế. Hạt chia thì nhìn thoáng qua rất giống như là hạt é và hạt mè đen. Hạt chia thì chỉ nhỏ bằng 1/2 hạt mè. Hạt chia có hai màu trắng và đen lẫn lộn. Còn hạt é và hạt mè thì chỉ có một màu đen. Hạt chia thì có vỏ bóng láng mịn. Hạt chia mà khi ngâm nước thì nó sẽ nở ra và tạo một cái lớp gel dính vào nhau. Còn hạt é khi ngâm nước thì nó sẽ nở ra và cái lớp gel đó sẽ bao ở từng hạt, không có sự liên kết. Hạt chia tuy nhỏ nhưng mà chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể của con người. Qua nghiên cứu thì những chuyên gia đã tìm thấy trong hạt chia có chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, chứa các vitamin, chứa canxi và vitamin D. Nó còn giàu omega 3, 6, 9, sắt, magie. Hạt chia thì có rất nhiều những cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những cái tác dụng của hạt chia. Thứ nhất là hạt chia rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Do hạt chia thì giàu folate, nó là một cái chất rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi, nên cần thiết được bổ sung khi mà phụ nữ mang thai. Ngoài ra thì hạt chia còn chứa nhiều omega 3, sắt, canxi, phospho, magie, vitamin A, là những cái vi chất mà vô cùng quan trọng và cần thiết cho cái nhu cầu hàng ngày của phụ nữ mang thai. Đặc biệt thì hạt chia có chứa cái hàm lượng folate đồng thời cùng với omega 3. Đây là những dưỡng chất rất cần thiết cho sự phát triển của não của thai nhi và não của trẻ nhỏ. Mà thực tế thì lại rất là ít những thực phẩm mà có chứa cùng một lúc hai cái vi chất này, cho nên hạt chia nó là một cái loại ngũ cốc mà cung cấp cho bà mẹ mang thai những vi chất cực kỳ quan trọng. Ngoài ra thì hạt chia nó còn có cái tác dụng là lợi sữa, làm mát sữa cho phụ nữ cho con bú. Và thứ hai là hạt chia có tác dụng cải thiện chức năng tiêu hóa rất tuyệt vời. Hạt chia thì tuy nhỏ nhưng mà chứa nhiều chất xơ. Và như vậy thì nó giúp cho tẩy bớt đi cái lượng cholesterol dính lại ở trong thành ruột, mà nhờ vậy mà nó hỗ trợ cho đường ruột khỏe mạnh và đồng thời chống táo bón rất hiệu quả. Thứ ba là hạt chia có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Hạt chia thì có thể hấp thu cái lượng nước gấp 16 lần cái thể tích của nó. Do đó thì tạo ra cái cảm giác no cho cơ thể của con người, và các bạn hấp thu một cái lượng calo ít hơn trong suốt ngày. Uống một ly hạt chia vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp cho cơ thể của con người ăn ít cơm đi, mà các bạn lại không có cái cảm giác đói mà lại vẫn có những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Từ đó giúp cho cái quá trình giảm cân nhanh và hiệu quả hơn. Và thứ tư là kể tới cái tác dụng của hạt chia rất tốt cho người bị mắc bệnh tiểu đường. Khi sử dụng hạt chia thì cái người bệnh tiểu đường nó có một cái cảm giác là đỡ thèm vị ngọt hơn, nhờ vậy mà ổn định được cái lượng đường huyết trong cơ thể. Hơn nữa thì với cái đặc điểm là khi ngâm nước để sử dụng thì hạt chia nó tạo thành một cái lớp gel mềm, giúp cái lượng đường ở trong bao tử thấm chậm và đều hơn, cho nên là cái chỉ số glycemic index nó sẽ thấp và giúp tránh được những cái bệnh tiểu đường. Và cũng nhờ cái chất gel này nên là việc biến những cái dưỡng chất của chất đường nó sẽ điều hòa hơn và giúp cho việc điều trị bệnh tiểu đường được tốt hơn và thuận lợi hơn. Và thứ năm là hạt chia có tác dụng làm đẹp da và đẹp tóc. Do hạt chia thì có chứa một cái hàm lượng omega 3, omega 6 rất cao, và nó là một cái chất chống oxy hóa có tác dụng làm đẹp da, đẹp tóc, làm chậm quá trình lão hóa của da, của cơ thể. Vì cơ thể của chúng ta thì không thể giữ trữ được nhiều cái lượng omega 3 và omega 6, cho nên là cái việc mà bổ sung những cái dưỡng chất đó ở trong khẩu phần ăn hàng ngày là điều rất cần thiết. Và một tác dụng thứ 6 là hạt chia có tác dụng tốt giúp xương và răng chắc khỏe. Do trong hạt chia thì có chứa hàm lượng vitamin D và canxi khá cao, nên sử dụng hạt chia mỗi ngày thì giúp cho cơ thể của chúng ta tạo được một cái lớp dịch nhầy ở khớp,
và vitamin D và canxi giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương, đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Và một cái tác dụng thứ bảy là không quên kể đến là tác dụng của hạt chia rất tốt cho sức khỏe của tim mạch. Trong hạt chia thì có chứa 20% là omega 3, nó là một cái loại axit béo rất cần thiết cho cái việc duy trì chức năng của cơ thể. Omega 3 nó là một cái chất mà rất cần thiết và tốt cho cái sức khỏe của hệ tim mạch. Nó giúp giảm đi lượng cholesterol ở trong máu, giúp duy trì chức năng của hệ tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Và một tác dụng thứ 8 là hạt chia rất tốt cho hệ thần kinh, trí não, bởi vì trong hạt chia có chứa nhiều omega 3. Ngoài ra thì hạt chia nó còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng cường năng lượng và tốt cho vận động viên sau cái quá trình vận động bị tiêu hao nhiều chất điện giải. Và nó giúp cung cấp protein cho cơ bắp trở nên cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Hạt chia có rất nhiều cách sử dụng nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng hạt chia này để ăn trực tiếp này, hoặc là các bạn có thể sử dụng hạt chia để pha nước uống, hoặc là làm sinh tố, hoặc là cho vào những món salad, những món bánh nướng, thịt nướng. Và với cái liều lượng trung bình như sau. Đối với người bình thường thì mỗi một ngày các bạn sử dụng khoảng tầm 2 muỗng hạt chia, pha trong khoảng tầm 200ml nước lọc hoặc là nước đun sôi để nguội để sử dụng. Còn đối với phụ nữ cho con bú hoặc là phụ nữ có thai thì trung bình mỗi một ngày các bạn sử dụng một muỗng cà phê hạt chia, pha trong khoảng tầm 150ml nước đun sôi để vừa ấm để sử dụng. Còn đối với những người lao động nặng hoặc là luyện tập thể dục thể thao thì các bạn sử dụng trung bình mỗi một ngày từ 2 cho tới 3 muỗng cà phê hạt chia, pha trong khoảng tầm 250ml nước đun sôi để nguội để sử dụng. Và khi sử dụng hạt chia thì cũng có một số những điều chú ý như sau. Chú ý thứ nhất là các bạn không nên sử dụng hạt chia cùng một lúc với các cái loại thuốc điều trị bệnh huyết áp hoặc là điều trị bệnh tiểu đường. Nếu trong trường hợp mà các bạn muốn uống hạt chia cùng với lại cái thời điểm mà các bạn sử dụng thuốc điều trị bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường hoặc những cái loại thực phẩm chức năng khác thì các bạn phải uống xa cách 4 giờ. Đối với những người bị rối loạn tiêu hóa, tỳ vị hư hàn thì các bạn không nên sử dụng hạt chia. Còn đối với trẻ em, khi sử dụng phải có sự giám sát của người lớn. Các bạn nên ngâm hạt chia vào nước cho nở ra hoàn toàn như thế này, sau đó mới cho trẻ sử dụng. Bởi vì khi hạt chia gặp nước sẽ nở ra gấp 16 lần so với cái thể tích của hạt chia ban đầu. Cho nên là như vậy có thể dẫn tới cái tình trạng là đầy bụng, nôn ói và có những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ. Và trên đây thì mình đã giới thiệu tới quý vị khán giả và các bạn về cái sản phẩm thực phẩm có cái giá trị dinh dưỡng tốt đối với sức khỏe của con người, đó chính là hạt chia. Phần trình bày của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.